Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy hướng bếp cho tuổi Bính Dần. Thưa quý vị, trong phong thủy của người phương Đông thì cách đặt hướng bếp và bài trí sắp xếp nội thất căn phòng bếp có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đường tài lộc và sức khỏe của cả gia đình. Vì vậy, phong thủy hướng bếp tuổi Bính Dần được gia chủ tuổi này đặc biệt quan tâm khi làm nhà và thiết kế bố trí nội thất, đặc biệt là gian bếp. Thưa quý vị, Bính Dần quẻ mệnh khôn thổ thuộc Tây tứ mệnh, ngũ hành lư trung hỏa, tức có nghĩa là lửa trong lò. Hướng tốt của tuổi Bính Dần: hướng Tây thiên y, tăng cường sức khỏe, tuổi thọ cao, sống lâu. Tây nam phục vị, mang đến sức mạnh về tinh thần, tiến bộ của bản thân, may mắn trong con đường học hành và thi cử. Đông bắc sinh khí, thu hút thêm tài lộc, danh tiếng, gia chủ nhanh chóng thăng chức. Tây bắc di niên, các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu được bền chặt, hạnh phúc. Hướng xấu tuổi Bính Dần: hướng nam lục sát, quan hệ tình cảm bị xáo trộn, dễ dẫn đến thù hận, kiện tụng. Đông nam ngũ quỷ, gây tai họa, mất nguồn thu nhập, mất việc làm, xung đột. Hướng đông họa hại, không may mắn, thị phi, thất bại. Tây bắc tuyệt mệnh, phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, đối với gia chủ tuổi Bính Dần, khi đặt hướng bếp tuổi Dần nên đặt bếp tọa ở hướng xấu như hướng đông, hướng bắc, hướng nam, đông nam, với ý nghĩa như thiêu đốt điều xui xẻo và những điều không may mắn, không tốt lành. Theo kinh nghiệm đặt bếp tọa hùng hướng cát của người xưa thì bếp nên đặt nhìn về các hướng tốt lành. Trong trường hợp này, hướng bếp hợp với tuổi Bính Dần khi người đứng nấu quay lưng về là một trong các hướng tốt như đông bắc, tây bắc, hướng tây, tây nam. Đối với gia chủ thuộc mệnh hỏa thì nên lựa chọn nội thất tủ bếp có thiết kế vuông vắn, bằng phẳng với nhiều đường nét màu sắc từ trắng đến nâu, với điểm nhấn màu đỏ, màu cam hay màu trắng là những màu sắc tương sinh với gia chủ tuổi Bính Dần. Đặc biệt nên trang trí thêm những đồ vật gia đình như bình gốm hoặc chậu cây nhỏ xinh để trang trí thêm cho không gian. Với những yêu cầu trên thì tủ bếp gỗ sồi Mỹ chính là lựa chọn hoàn hảo nhất để bài trí cho căn bếp của gia chủ tuổi Bính Dần. Điều kiêng kỵ cần tránh khi bố trí căn bếp cho tuổi Bính Dần: thưa quý vị, bếp nấu kiêng đặt ngược hướng nhà, không nên để cửa nhà chiếu thẳng vào bếp, kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh, vì nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều vi khuẩn gây nên bệnh về đường tiêu hóa và đường hô hấp. Kiêng để nhà bếp đối diện với cửa phòng ngủ, vì như vậy sẽ mang đến nhiều tai ương cho người nằm ngủ. Tránh đặt bếp trên rãnh mương nước, vì bếp tượng trưng cho hỏa mà hỏa lại khắc thủy. Thế bếp còn phải tránh nơi có đường đi, tránh gió, nếu không gia đình sẽ gặp bất lợi với đường tài lộc. Kiêng bếp đặt ngay dưới xà ngang, vì như vậy sẽ tạo nên sự đè nén, làm cho con đường công danh của gia chủ không thể thăng tiến được. Kiêng đặt bếp nấu gần chậu rửa, nếu muốn đặt gần thì phải cách nhau một khoảng cách tối thiểu là 60 cm. Kiêng để khoảng không ở sau bếp. Bếp không nên áp vào các diện tường hướng tây, không để cửa sổ sau bếp. Kiêng để góc nhọn chiếu thẳng vào bếp. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.